hoang mang khi leo thang dịch bệnh do corona, hay còn gọi là covid-19 ấy. Mẹ với bố thêm lo âu khi con yêu chưa biết tự bảo vệ mình. Hãy hướng dẫn ngay cho con đeo khẩu trang và rửa tay thật đúng cách. Rửa tay 6 bước nha. Vệ sinh mắt mũi cho con với nước muối sinh lý sạch sẽ mỗi ngày. Nhỏ vài lần một ngày là đủ. Thể dục cho ta tăng sức đề kháng. 1, 2, 3. Thêm vitamin C Bominity. Vitamin C Bominity rất tốt cho sức khỏe. Thêm kẽm Conipa cho tăng thêm miễn dịch cả nhà. Kẽm Conipa tăng thêm miễn dịch. Vimu Massage nước muối sinh lý ta nhỏ cho con. Quimu Massage 1ml, nước muối sinh lý dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.